làm như việc đi cách cái thông thôi đi. Đùi con. Xì kéo. Một cái cưa. Rồi mình vô rừng thông, mình muốn chọn cây nào mình chọn đi. Ăn đi cưa không? Dúng hai con bò ở Việt Nam kéo cái xe ra. Cây là thường thường ở ngoài người ta xì lửa hết rồi. Hiểu không? Mình phải đi vô trong cái giữa vậy đó. Nhiều khi nó còn sót lại cái cây người ta chưa thấy. Vườn thông. Đó, người ta ai mà cũng mới cắt được cây nhỏ nhỏ nè. Mình cứ đi rồi. Nhưng ở Việt Nam á, ngày Tết á, mình cũng đi ra vườn mai, mình chọn mai rồi nè. Cây đấy cao ngang một việc á. Cái cây đấy gì cho một việc hả? Vậy hả? Mình phải kiếm cái cây nào mà nó tròn, nó đều à. Ở Việt Nam ngày Tết. Em ăn với mẹ thì lẩm đẩm đi lúc ơn sao kêu qua bầu trời hôm nay đẹp ha. Mẹ, mẹ ăn hả chứ không hả lâu. Ăn nó còn đi nè, nó đi lựa cây thông nè. Ôi xưa, tìm được cây thông nào chưa? Hả? Anh Diệt làm gì kia, tờ thiêng hả? Chưa tìm ra được cây thông nào hết. Chết chạy mất rồi. Đào đây đó, đây luôn. Đấy. Đúng rồi, cưa cây. Wow. Vậy cho thành công đâu con. Đường đỏ đi mà bước tiếp, bước thấp, bước cao ấy. Ôi chưa. Tìm được một cây thông rồi. Giờ mình cưa thôi. Cưa luôn đi, quyết định đi. Còn cây nào nữa sang em? Sang năm trăm rồi. Ui trời, thật cũng đang dưới. Hả? Nó treo nó không còn nó vàng mà. Cây nào treo nó không vàng. Tìm được cây thông rồi, cưa được rồi, giờ kéo ra tính tiền thôi. Chút nữa tính tiền xong ra một trăm, một ít Pokemon Go cả. Tìm được cây thông rồi. Rồi đi con. Chết được á. Còn không thôi cứ đi lại đường cũ cho chết. Thấy ăn thấy vui không ăn? Đấy, thiệt cái thông thiệt đẹp rồi đó. Ôi xe. Kéo đi cho mệt ông Nam. Thấy không hả? Việc nó vừa đi vừa hát nữa. Thấy chưa? Thêm buộc thấy chưa? Mẹ với anh hai thì kéo hết trước. Việc này theo phụ đấy chi. Còn ba làm cái gì? Em biết mang hả? Ừ. Chỗ nó bán cây. Có cả khu vui chơi dành cho mấy đứa nhỏ, sở thú.
quá, bầu trời nó đó đẹp. Giờ anh em cây qua kia nó rung, nó bó tròn lại rồi mình chạy xe tới mình lấy cây mình mua đây. Cây lên nó rung như rớt hết mấy cái lá rồi đem qua kia nó quắn lại đó. Lấy cái thông của mình thôi, thông của mình đâu ta, cây thông của mình màu vàng. Đã xem lên xe, giờ mình đi thôi. Vui không mấy con? Giờ mình lên xe mình đi coi đèn Noel nữa nha. Hai đứa ăn gì khí thơ dữ vậy? Crunchy sandwich. Thế hả? Nào nào. Móc về móc. Về nhà. Thánh thốm ngon lành. Giờ tới mấy đi. Con nó móc ornament lên, nó móc đèn rồi lên. Đấy. Ăn mép không ăn? Từ từ cái dài chút ba mép cho con mép mấy cái đồ ai ai trước đi. Ăn mép không? Đấy. Rồi cho đồ lên bắt đầu bây giờ quấn đèn. Quấn đèn cho nó thanh thốm đó. Thấy vô là đúng rồi, nên phải tự sửa vậy á. Lỡ cho mà nó không rồi thì nó sửa lại. Ta-da. À, có cái đấy nữa. Nè, map ornament cho nó đầy đặn lên nha. Đấy.